Xem tử vi năm 2022 cho tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nữ mạng. Năm Nhâm Dần 2022 là một năm đối với nữ mạng Quý Hợi khá tốt đẹp, tiền bạc có lộc, tin vui đưa tới, nhất là về lĩnh vực đất cát hoặc nơi ăn trốn ở. Trong năm, công việc làm ăn thời cơ tốt để phát triển mở mang. Bên cạnh đó, tử vi nữ mạng sinh năm 1983, trong năm Nhâm Dần được quý nhân giúp đỡ nên việc gì tiến hành cũng đạt được thành tựu nhất định, đưa tới nhiều tin vui mừng trong gia đạo. Ngoài ra, chú ý về sức khỏe, điển hình như các bệnh liên quan tới vị đau đầu hoặc trong năm bị đau ốm thì lâu khỏi được bệnh. Xem tử vi tuổi Quý Hợi, nữ mạng sinh năm 1983, trong năm Nhâm Dần 2022 chi tiết. Quý Hợi sinh từ ngày 13 tháng 2 năm 1983 đến ngày 1 tháng 2 năm 1984. Quý Hợi năm nay 40 tuổi, mệnh Thủy, cung Đoài, cầm Tinh, Lâm Hạ chi trư, sao hạn sao Thái Âm, hạn Tam Kheo. Tổng quan về tử vi nữ mạng Quý Hợi trong năm 2022. Đặc điểm chung tuổi Quý Hợi. Tính cách của người tuổi này nữ mạng mạnh mẽ, đan xen với tính cách ôn hòa, nhu nhã. Những người tuổi Quý Hợi nữ mạng hiền lương, thẳng thắn nên đôi lúc khiến người lớn không vừa lòng. Theo vận mệnh tuổi Quý Hợi năm 2022 nữ mạng thì nghề nghiệp phù hợp là nghề đòi hỏi chuyên môn cao, ổn định và cần sự cần cù chăm chỉ. Nếu làm những công việc này dễ đạt được thành công như ý nguyện. Mùa thuận sinh của người tuổi sinh năm 1983 nữ mạng là thu đông, có được cuộc sống nhàn hạ, thuận lợi và giàu sang. Sinh vào mùa sinh không thuận thì thanh xuân tình duyên khó tránh trắc trở. Trung niên từ 45 tuổi trở đi sự nghiệp mới được ổn định và gia đạo hưởng hưng thịnh. Khái quát tổng quan. Xem tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 nữ mạng trong năm Nhâm Dần 2022 là một năm khá tốt, có nhiều tin vui đưa tới, có lộc về đất cát nơi ăn trốn ở. Công việc có sự mở mang thêm, ra ngoài gặp được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Công việc làm ăn có sự mở mang, có tin vui đưa tới trong gia đình. Sức khỏe của quý cô phải chú ý bệnh liên quan tới đau đầu và đau ốm lâu khỏi bệnh. Xem tử vi tuổi Quý Hợi nữ mạng trong năm 2022 qua các phương diện của cuộc sống. Một, luận về phương diện tài lộc. Đây là phương diện có nhiều chuyển biến tích cực trong năm Nhâm Dần. Nữ mạng Quý Hợi trong năm nay tiền bạc được hanh thông và có lộc về tiền bạc đưa tới. Năm nay rất tốt cho việc xuất tiền đầu tư kinh doanh. Chính bởi vì vậy mà người tuổi này có thể tận dụng phát triển các dự định đầu tư, buôn bán, nhất là kinh doanh về mảng đất cát sẽ được may mắn vô cùng. 2. Luận về phương diện sức khỏe. Sức khỏe là phương diện người sinh năm Quý Hợi nữ mạng trong năm 2022 cần chú ý. Đặc biệt là những vật sắc nhọn như dao kéo năm nay có thể gây ra những thương tổn cho bản thân. Ngoài ra, việc di chuyển xe cộ cũng không được thuận lợi, nên hạn chế tối đa hoặc thận trọng khi di chuyển xe cộ khi ra ngoài đề phòng tai nạn có thể xảy ra trong năm. 3. Luận về phương diện sự nghiệp. Năm Nhâm Dần 2022 là một năm rất tốt cho công việc cũng như hoạt động làm ăn buôn bán của những người nữ mạng Quý Hợi. Tử vi tuổi Quý Hợi năm 2022 nữ mạng cũng xuất hiện nhiều cơ hội mở mang thêm các công việc làm ăn kinh doanh hoặc tiến hành công việc luôn có sự đồng hành và hỗ trợ của quý nhân, nên các công việc đều được thuận và dễ đạt được những thành quả nhất định theo như dự định đặt ra ban đầu. 4. Luận về phương diện gia đạo.
phương diện tình duyên gia đạo trong năm Nhâm Dần của nữ mạng tuổi Quý Hợi cũng không cần phải lo ngại, bởi mối quan hệ của những thành viên trong gia đạo đều tốt đẹp, hòa thuận, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Trong năm có thể có tin vui đưa tới trong gia đạo về chuyện hỷ tính cưới sinh, hoặc cũng có thể là tin vui về việc thêm được con, thêm cháu của gia đình hoặc trong họ hàng. 5. Luận về phương diện xuất hành. Phương diện ngoại giao xuất hành phục vụ cho công việc làm ăn năm nay tương đối tốt, nếu ra ngoài sẽ gặp được nhiều mối liên hệ về làm ăn. Xuất hành trong năm đón được nhiều điều các lợi. Xem vận hạn tuổi Quý Hợi nữ mạng trong năm Nhâm Dần 2022 về thiên can địa chi. Thiên can Quý Thủy gặp năm Nhâm Thủy là bình hòa, không có thay đổi về công việc, trong năm đều ở mức độ bình thường. Tiền bạc thì làm ra đủ nhưng để cho chi tiêu trong sinh hoạt gia đình. Luận về địa chi. Địa chi Hợi gặp năm Dần là nhị hợp. Công việc trong năm Nhâm Dần được hanh thông. Bên cạnh đó phải di chuyển đi lại nhiều hoặc thay đổi liên quan tới nơi ăn, chốn ở. Luận về tứ trụ. Tứ trụ có thiên lợi địa hao. Công việc làm ăn được thăng tiến và có tài lộc đưa tới. Theo tử vi tuổi Quý Hợi năm 2022 nữ mạng thì nếu phát triển sự nghiệp trong năm này được lợi, tuy nhiên chuyện tình cảm gặp nhiều rắc rối. Nếu người nữ mạng Quý Hợi đã kết hôn thì quan tâm nhiều về chồng và con hơn, mưu sự được thành quả tốt và dễ dàng thu xếp được như ý. Luận về ngũ hành. Ngũ hành bản mệnh mạng thủy gặp năm kim là tương sinh tốt. Mọi công việc thực hiện trong năm đều hanh thông và sinh ra được tài lộc. Hơn nữa được quý nhân giúp đỡ nên công việc tiến hành được như ý muốn. Ngũ hành cung phi. Nữ mạng Quý Hợi là đòi kim gặp năm 2022 là khôn thổ tương sinh tốt. Đây là năm có những thuận lợi đưa tới trong công việc, quý nhân giúp đỡ, nhiều tài lộc sinh ra cho công việc kinh doanh. Xem tử vi nữ mạng Quý Hợi sinh năm 1983 trong năm Nhâm Dần 2022 về mặt sao chiếu mệnh, sao thái âm, tức các tinh. Thái âm rực rỡ cung hằng, tháng 9 tiền bạc dư ăn để dành, tháng 10, 11 hạn hành, tránh hai tháng ấy mới lành bản thân. Giải nghĩa, sao chiếu mệnh này còn có tên gọi khác là tài tinh, mang tới nhiều ý nghĩa về được sự hỗ trợ, phương diện tiền bạc. Ngoài ra, người nữ mạng Quý Hợi chưa kết hôn mà được sao thái âm chiếu thì tình duyên đưa tới trong năm, nhất là vào tháng 9 âm lịch. Vận hạn tử vi nữ mạng Quý Hợi trong năm 2022 hạn tam kheo, tức tiểu hạn. Tam kheo hạn nhẹ không sao, đầu năm lưu ý chân tay phải phòng, khuyên ai khẩn nguyện hết lòng, cũng sao giải hạn thoát vong tai ương. Giải nghĩa, theo tử vi nữ mạng Quý Hợi trong năm Nhâm Dần, quý cô nên cẩn thận về tay chân hoặc việc đi lại xe cộ. Chứng bệnh liên quan tới xương khớp hay bệnh về mắt cũng cần lưu tâm khi gặp hạn tam kheo này. Vận niên của nữ mạng Quý Hợi trong năm Nhâm Dần 2022, vận niên Long Ngộ Vân, tức Rồng gặp may tốt. Ý nghĩa vận niên này là xuất hiện các cơ hội mới, phát huy được khả năng của bản thân. Bởi vậy năm nay tiến hành công việc gì cũng dễ dàng đạt được thành quả như ý nguyện. Tuy nhiên, cuộc sống có thể thay đổi theo chiều hướng lên hoặc xuống, còn tùy thuộc nhiều vào vận thời. Nếu thận trọng trong công việc và giữ cho tâm lành thiện ý thì may mắn sẽ đưa tới. Xem lá số tử vi của nữ mạng Quý Hợi trong năm Nhâm Dần 2022 như sau. Tại cung tiểu vận có các sao: Quốc Ấn, Nguyệt Đức, Thiên Hỷ, Tử Phủ, Tướng Quân, Tử,
bộ sau này ý nghĩa về tin vui đưa tới về tiền bạc, thêm người thêm của, hoặc có tin vui trong gia đình, công việc. Tại cung xung chiếu có các sao: Hồng Loan, Trực Phù, Quả Tứ, Mộc Dục. Bộ sau này chủ về xuất hành đi lại cẩn thận, dễ có bất lợi xảy đến. Tại cung nhị hợp có các sao: Tấu Thư, Thiên Phúc, Long Trì, Quan Phù, Mậu. Bộ sau này chủ về sự bất hòa dễ nảy sinh trong cuộc sống cũng như mối quan hệ người thân hay anh em bạn bè trong năm nay. Tại cung tam hợp có các sao: Lộc Tồn, Bác Sĩ, Phúc Đức, Kiếp Sát, Lưu Hà, Lâm Quang, Thiên Khôi, Thiếu Dương, Đào Hoa, Thiên Không, Tướng Quân, Dưỡng, Triệt. Bộ sau này chủ về cho biết không nên tiến hành mở mang thêm công việc, năm này tốt nhất nên tập trung vào duy trì công việc như cũ thì đón được lộc và được hanh thông. Kết luận tử vi Quý Hợi nữ mạng trong năm Nhâm Dần. Đối với quý cô thì năm nay 2022 là năm nhiều tin vui đưa tới về sự thay đổi nơi ăn chốn ở hoặc những chuyển biến các lợi cho công việc, xuất hành đi xa cho công việc làm ăn, chuyện vui đưa tới, tiền bạc hanh thông và có nhiều cơ hội mở rộng thêm công việc, lưu ý về sức khỏe liên quan tới giao kéo. Xem tử vi nữ mạng Quý Hợi trong năm Nhâm Dần 2022 qua 12 tháng trong năm. Tháng 1 âm lịch, cung gia đạo đón xuân mới, nữ mạng Quý Hợi có nhiều tài lộc đưa tới, theo đó tháng này cũng rất thuận lợi cho việc xuất tiền đầu tư kinh doanh. Tháng 2 âm lịch, xét thấy đây là tháng công việc làm ăn không có nhiều biến động đáng phải suy nghĩ, duy trì bình thường và tương đối ổn định, tuy nhiên trong tháng không nên đầu tư. Tháng 3 âm lịch, công việc làm ăn duy trì ở mức ổn định, không nhiều thay đổi, tình cảm gia đình lại chủ về không được tốt, thậm chí nảy sinh xung đột. Tháng 4 âm lịch, tháng 4 chủ về tiền bạc, khoản cần phải chi tiêu. Chủ yếu những khoản chi tiêu đó dùng cho việc mở mang thêm công việc kinh doanh làm ăn của người nữ tuổi sinh năm 1983. Tháng 5 âm lịch, trong tháng này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên các công việc tiến triển tốt đẹp theo đúng như dự định, ra ngoài cũng đón nhận được chuyện vui mừng. Tháng 6 âm lịch, công việc làm ăn trong tháng này của người nữ mạng Quý Hợi có thể không được kết quả như ý muốn. Cẩn thận các vấn đề sức khỏe có thể bất lợi trong tháng này. Tháng 7 âm lịch, có sự phù trợ của cả âm và dương nên người tuổi này đều được thuận lợi và hanh thông, trong công việc đều được may mắn. Tháng 8 âm lịch, đây là tháng chú ý vấn đề liên quan tới giấy tờ pháp lý có thể gặp những điều bất lợi. Chính bởi vậy nên công việc về giấy tờ đều phải cẩn thận và hết sức lưu ý. Tháng 9 âm lịch, đón được tin vui đưa tới trong công việc kinh doanh làm ăn. Ngoài ra cũng có tin vui về thêm người trong gia đình. Tháng 10 âm lịch, tháng này có nhiều khả năng nữ mạng Quý Hợi phải di chuyển nhiều cho công việc kinh doanh làm ăn, di chuyển đi xa nên cẩn thận để hạn chế tai ương. Tháng 11 âm lịch, trong tháng này nữ mạng Quý Hợi về phương diện công việc làm ăn có thể nhiều bất lợi xảy đến, đặc biệt chú ý về người ngoài tìm cách phá hoại trong công việc khiến kết quả không được như kỳ vọng, khó đạt được. Tháng 12 âm lịch, tháng này công việc ít có sự biến động, mọi sự đều bình thường, tuy nhiên sức khỏe của những người sinh năm 1983 nữ mạng không được thuận. Kết luận, đối với tuổi Quý Hợi thì các tháng tốt trong năm Nhâm Dần là tháng 1 và tháng 9 âm lịch. Bên cạnh đó sẽ có các tháng xấu là tháng 2 và tháng 11 âm lịch. Xem tử vi nữ mạng Quý Hợi trong năm Nhâm Dần 2022 theo tháng sinh. Nữ mạng Quý Hợi sinh vào mùa xuân, tháng 1. Có thời gian sinh vào tháng này, nữ mạng Quý Hợi trong năm Nhâm Dần may mắn đón nhiều tin vui đưa tới trong cuộc sống và cả trong công việc. Xuất hành cũng được suôn sẻ, tin vui trong nhà đưa tới, tuy nhiên sức khỏe có thể bị đau ốm, bệnh tật. Tháng 2 âm lịch,
Đây là tháng sinh của nữ mạng tuổi này, cần chú ý nhiều về phương diện sức khỏe trong năm nay. Còn lại các phương diện khác đều đón được tin vui, đặc biệt là tin vui về lĩnh vực nhà đất, thuận lợi cho công việc. Nếu xuất hành trong năm, có nhiều tin vui đưa tới và được việc, gia đạo cũng đón được nhiều tin vui, đau bệnh, đau khó tránh trong năm. Tháng 3 âm lịch, sinh vào tháng này nữ mạng Quý Hợi không cần lo nghĩ nhiều vì cơ bản mọi điều đều được thuận lợi, đón tin vui trong công việc, trong cuộc sống gia đạo. Còn về chuyện đất cát thuận lợi, đây là năm thuận lợi cho xuất hành, cẩn thận về vấn đề sức khỏe. Sinh vào mùa hạ, tháng 4 âm lịch. Nếu sinh vào tháng này, nữ mạng Quý Hợi chú ý cẩn thận trong năm, xuất tiền đầu tư cho công việc gì cũng nên có sự tính toán để hạn chế tối đa những điều bất lợi xảy đến. Tháng 5 âm lịch, sinh vào tháng này, công việc làm ăn trong năm Nhâm Dần của nữ mạng Quý Hợi chú ý có đang xen cả tốt và xấu, cho nên cần phải có sự lưu tâm cẩn thận. Công việc có thể có sự thay đổi và đầu tư về tiền bạc cho công việc. Tháng 6 âm lịch, có nhiều thay đổi cho công việc làm ăn hoặc đầu tư. Nữ mạng Quý Hợi sinh vào mùa thu, tháng 7 âm lịch. Đây là tháng sinh của nữ mạng tuổi này, chú ý tình cảm, gia đình, sức khỏe không được tốt. Xuất hành cho công việc có thể bất lợi, tiền bạc chi tiêu nhiều cho công việc làm ăn. Tháng 8 âm lịch, Quý Hợi nữ mạng sanh vào tháng 8 âm lịch, sức khỏe bị đau ốm và lao khỏi. Gia đình cẩn thận, tình cảm vợ chồng không được thuận hòa như ý muốn. Trong năm công việc đi lại nhiều, tiền bạc tuy kiếm ra được nhưng cũng phải đầu tư nhiều, nên hạn chế xuất hành đi xa vì không được lợi. Tháng 9 âm lịch, dự báo những người sanh vào tháng này chú ý về tình cảm cũng như sức khỏe không được tốt. Tài chính nhiều cơ hội kiếm ra tiền bạc nhưng lại tập trung chi tiêu nhiều cho làm ăn, cẩn thận xuất hành đi xa. Sanh vào mùa đông, tháng 10 âm lịch. Người tuổi này sanh vào tháng 10 âm lịch, đón nhiều tin vui đưa tới trong năm 2022. Công việc hanh thông và thuận lợi. Tháng 11, sanh vào tháng 11, nữ mạng Quý Hợi may mắn hết sức, cụ thể là tin vui về lộc nhà cửa, công việc có cơ hội mở mang, được quý nhân hỗ trợ và hanh thông vô cùng. Tháng 12 âm lịch, đây là tháng sinh của nữ mạng Quý Hợi, trong năm nay không cần phải lo nghĩ nhiều vì có tin vui, có lộc về nhà cửa đất đai, mở mang phát triển cho công việc kinh doanh, được hỗ trợ từ những người xung quanh nên khó khăn nào cũng có thể vượt qua và hanh thông vô cùng. Tổng kết, nhìn chung tử vi tuổi Quý Hợi năm 2022 nữ mạng, mọi việc đều tốt đẹp và có tin vui đưa tới. Lựa chọn kết hợp làm ăn với các tuổi, tuổi sinh năm 1974 và tuổi sinh năm 1985 để có công việc được hanh thông và thuận lợi. Đồng thời hạn chế dùng các màu kỵ mệnh, màu đỏ, màu vàng. Dùng các màu hợp là màu trắng và màu đen.